Từ đầu năm đến nay, văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao vai trò trách nhiệm, chủ động trong việc tham mưu tổng hợp, phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Trên cơ sở thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra một số tồn tại hạn chế, tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vào chiều nay. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố đề ra phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, trong đó có đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp tham mưu, khắc phục tình trạng xử lý công việc theo sở dụ, tập trung chỉ đạo có trọng tâm trọng điểm nhằm bảo đảm công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố hiệu lực hiệu quả. Ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố mong muốn tập thể văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố phát huy những kết quả đạt được, tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế, thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm đạt mục tiêu nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp và đảm bảo hậu cần phục vụ hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2023.